Thưa quý vị, mới đây, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra mắt hệ thống tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm dông sét mưa lũ. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hệ thống tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm dông sét mưa lũ, tích hợp được nhiều loại số liệu từ hệ thống quan trắc, hoàn toàn tự động được xây dựng nhằm cung cấp sớm thông tin hỗ trợ công tác dự báo cảnh báo dông, lốc sét, mưa lớn nhằm phục vụ việc cảnh báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm có tác động tới cộng đồng. Với hệ thống này, mọi diễn biến về tình hình thời tiết trên tất cả các khu vực lãnh thổ nước ta đều được theo dõi giám sát liên tục thông qua các bức ảnh thu nhận được từ các vệ tinh quan trắc trái đất, radar thời tiết ở trong nước, mạng lưới đo mưa và mạng lưới định vị sét trên toàn quốc. Ngoài ra, hệ thống này cũng theo dõi kiểm soát chất lượng dữ liệu của tất cả các trạm đo mưa và khí tượng tự động trên toàn mạng lưới. Người lao động được doanh nghiệp cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng thì được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề. Đây là quy định tại dự thảo thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang được lấy ý kiến góp ý. Thông tư áp dụng đối với người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở có tham gia các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, vừa theo quy định tại khoản 1 điều 4 luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan. Người lao động được hỗ trợ đào tạo nghề phải đáp ứng các điều kiện được doanh nghiệp cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng thì được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Dự thảo thông tư cũng quy định ưu tiên đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Thưa quý vị, theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thuộc Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 169 năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ là 61 tuổi, còn lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng. Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Như vậy đến năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi, và lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng. Một số trường hợp được quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thưa quý vị, mới đây toàn tỉnh Hải Dương đã có thêm 8 vùng sản xuất được cấp mã, nâng tổng số các vùng trồng được cấp mã lên 30 vùng. Việc cấp mã số vùng trồng giúp địa phương này có thể quản lý và nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản tiêu dùng trong nước. Các vùng mới được cấp gồm ớt Hồng Đức, khoai lang Văn Hội, lúa Hồng Dụ, Ninh Giang, lúa nếp xoắn ở xã Kim Anh và rau ngót tại Đại Đức, Kim Thành, lúa Bắc Thơm số 7, xã Tân Hồng, Bình Giang, lúa Quy Năm Thăng Long, Kinh Môn và vùng cà rốt Tiền Tiến, thành phố Hải Dương. Vùng rộng nhất là vùng trồng cà rốt Tiền Tiến có diện tích là 26 ha. Các vùng còn lại đều hầu hết đều có diện tích từ 5 ha trở lên. Đến nay toàn tỉnh Hải Dương có 30 vùng sản xuất nông nghiệp được cấp mã số vùng trồng nội địa. Các vùng này đều có chứng nhận Việt Gáp hoặc có cam kết tuân thủ quy định về vùng trồng. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, ngoài khó khăn về thị trường thì theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, vấn đề dịch bệnh trên tôm nuôi tại Cà Mau vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho các người nuôi. Các loại bệnh nguy hiểm trên tôm như hoại tử gan tủy cấp, đốm trắng vẫn còn xảy ra và hầu hết các vùng nuôi. Theo báo cáo của Chi cục Thú y, từ đầu năm cho tới nay, toàn tỉnh Cà Mau có gần 400 trường hợp tôm bệnh trên ao nuôi thâm canh, siêu thâm canh, với 87 ha tôm nuôi bị nhiễm bệnh chết, chủ yếu là bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy. Dịch bệnh cũng xuất hiện trên mô hình quảng canh cải tiến và quảng canh kết hợp với diện tích trên 15.000 ha. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nói chung và tôm nuôi nói riêng, ngay từ đầu năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau đã có văn bản phân công cán bộ phụ trách địa bàn thống nhất với các địa phương trong công tác thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh. Cách thức tiếp nhận thông tin, điều tra, báo cáo, xử lý các ổ dịch nằm trong danh mục bệnh phải công bố dịch và phối hợp xử lý các tình huống bất thường trong sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Khi có những ổ dịch xảy ra thì được người dân báo hoặc là được cán bộ thú y cơ sở phát hiện thì phối hợp cùng nhau là thu mẫu để xác định tác nhân gây bệnh. Từ đó là sẽ hỗ trợ cái nguồn hóa chất
để mà phòng chống dịch bệnh cho kịp thời, dập dịch ngay từ những ổ dịch đầu tiên nhỏ lẻ. Chi cục chăn nuôi và thú y Cà Mau đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người nuôi tôm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tôm nuôi, phân công cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát diễn biến dịch bệnh theo từng vùng nuôi, kiểm dịch giống thủy sản. Vấn đề mà hỗ trợ chỗ nhà nước mà hỗ trợ cà loa thì dân là đồng tình và phối kết hợp chặt chẽ. Tức là những hộ dân bây giờ hiện tại cho tôi biết á, là người ta có bị dịch là người ta báo liền, không có xả thải ra môi trường như lúc trước. Để hạn chế dịch bệnh trên tôm nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn lịch thời vụ, các quy trình kỹ thuật nuôi tôm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng tôm giống, tôm nuôi thương phẩm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả cho người dân. Khi có xảy ra dịch bệnh thì trước tiên là ở cán bộ cơ sở, đặc biệt là ở ấp, thì tham gia nắm tình hình rồi báo cáo cái tình hình cụ thể về ủy ban xã. Ủy ban xã sẽ thành lập cái tổ kiểm tra rồi khảo sát, rồi báo cáo cái kết quả, rồi tham mưu với ủy ban để có cái tờ trình kiến nghị về cấp huyện để xin ý kiến về cái phương pháp xử lý cũng như là dập dịch. Thời gian tới, dự báo tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi tại Cà Mau nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung cần được tăng cường hơn nữa nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi, đảm bảo nguồn tôm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và thị trường trong nước trong dịp cao điểm cuối năm. Thưa quý vị, theo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp, tháng 9 vừa qua có 10 hộ nuôi bò ở xã Tân Công Chí xuất hiện bệnh lở mồm long móng với tổng đàn hơn 140 con mắc, trong đó có 14 con đã chết, đa số là dưới 8 tháng tuổi. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân chủ yếu do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và áp dụng tốt chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. Gần đây, thời tiết nắng mưa thay đổi đột ngột làm suy giảm sức đề kháng của bò, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lở mồm long móng xâm nhập. Ngoài ra, bà con chăn nuôi theo phương thức thả rông ngoài đồng ruộng, không có biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nguồn thức ăn, nước uống, chuồng trại chưa đảm bảo vệ sinh thú y. Để hạn chế lây lan cũng như thiệt hại vì bệnh lở mồm long móng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, mua con giống khỏe, biết rõ nguồn gốc từ vùng không có dịch bệnh, chuồng trại đảm bảo vệ sinh thú y, thường xuyên quét dọn sạch sẽ, định kỳ tiêu độc khử trùng, kết hợp chăm sóc nuôi dưỡng tốt, khẩu phần thức ăn gia súc phải đầy đủ thành phần dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn phát triển. Bên cạnh đó, tuân thủ nghiêm quy trình tiêm phòng bắt buộc vaccine lở mồm long móng, nuôi cách ly gia súc mắc bệnh. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, ngày hôm qua, đồn biên phòng Khánh Hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thông tin, một tàu đánh cá của ngư dân Kiên Giang số hiệu KG90255TS khi đang hoạt động ở trên biển gặp sóng to, gió mạnh đã bị chìm. 15 thuyền viên trên tàu gặp nạn đã ôm phao lưới để chờ cứu hộ. Và khi nhận tin báo, đồn biên phòng Khánh Hội đã liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị chìm để nhờ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời đơn vị thành lập tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sĩ và huy động 2 tàu cá cùng 6 thuyền viên của ngư dân cơ động ra biển tìm kiếm cứu hộ. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 10, tàu cá CM99102TS của ông Phan Văn Khánh, ngụ tại ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh đã cứu vớt được một thuyền viên đưa lên tàu an toàn. Đến khoảng 21 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn của đơn vị đã tìm thấy và cứu vớt 14 thuyền viên còn lại, đưa vào trạm kiểm soát biên phòng Kinh Hội để chăm sóc sức khỏe. Trong số 15 người được cứu vớt, thuyền viên Danh Sóc Kha bị thương ở chân, quân y đơn vị đã sơ cứu ban đầu, băng bó vết thương, đồng thời đơn vị phối hợp với chủ tàu hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ vụ việc và bàn giao các thuyền viên về với gia đình. Đồn biên phòng Khánh Hội tiếp tục hỗ trợ chủ tàu tiến hành trục vớt tàu đưa vào bờ sửa chữa. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng.